Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hoàng Long, chuyên vận chuyển hành khách bằng xe chất lượng cao lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Ngày 29 tháng 1 năm 2007 sẽ khai trương tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, giá vé 650.000 đồng có ăn trên cả tuyến. Quý khách sẽ được hưởng dịch vụ đặc biệt giường nằm, máy lạnh, khăn lạnh, nước uống, toilet. Cần tuyển lái xe bằng E tại nhiều tỉnh từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, mức lương từ 3.500.000 đến 6.500.000 đồng. Địa chỉ liên hệ số 5 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng. Điện thoại 0982300468, Thành phố Hồ Chí Minh 08243 8989. Phòng bán vé. À đây rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời là ta xa ơi, sướng rồi, mày dãy vừa đấy. Ôi sao mà có đỏ lại có con chuồn chuồn ở ngực. Dạ, anh cần gì ạ? Mình cho tớ mua một cái vé cùng em Latosa đây đi vào Thành phố Hồ Chí Minh. 1.530.000 đồng một lượt anh ạ. Ừ. Đáng yêu quá. Ừ, thương lắm, yêu lắm. Nhưng mà thưa anh, hãng hàng không chúng em không chở động vật anh ạ. Ô, thằng ấy chẳng cho em nữa đi. Dạ. Nửa cuộc đời đi sống cùng với Natasha, vui với nhau, buồn với nhau, đi đâu cũng với nhau. Hơn nữa lần này là lần hệ trọng nhất cuộc đời tôi. Mà không có Natasha chứng kiến thì nó còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa. Tôi chào cô. Chào anh ạ, à. Hẹn gặp anh khi khác. Cho Natasha với tôi nó lại khổ thế này. Anh chú ơi. anh đi đâu em chở anh đi. Mày biết tao đi đâu? Không biết cái kiếp trước tuần lợ lần gì mày mà mày lại cứ đi theo tao chứ nhục thế. Sao lại đi anh gì ơi? Gì? Họ hàng gì em mà anh? Em nhìn thấy cái bản mặt của anh ấy là em biết ngay anh buồn vì tình nhá. Ừ, thạch tướng à? Dạ không. Thế cậu bảo giúp à? Thế có cái cách nào mà giúp được? Ừ, thì anh cứ rốc hết cả bầu tâm sự ra. Em sẽ làm chị thanh tâm cho anh. Nói thật lòng với cậu, tôi vào Chu Lai để tìm người yêu. Thế ạ. Nhưng mà ra một vé máy bay thì không đủ tiền mà người ta không cho em Natasha đi. Cho nên bây giờ không biết xoay sở kiểu gì. Quá mỗi chuyện đấy thôi gì. Không biết bây giờ tính toán thế nào. Chuyện gì anh nhờ em một cái là em làm xong ngay. À. Anh lên xe đi. Lên thì phải thế nào mới lên chứ nhỉ, bổ lên, lên. Khổ quá anh ơi. Hoàng Long kẻ ngóng người trông. Trông chỉ có 650.000 tiền vé với 30 tiếng là anh vào đến tận Thành phố Hồ Chí Minh. Ô tô à? Chơi ô tô à? Vâng, hơn nữa đến Chu Lai anh chỉ hết có nửa tiền, nửa thời gian thôi. Ồ, nghe được nhỉ? Hết có nửa tiền chứ. Vâng, có 300.000 thôi mà. Có hạt rẻ nhỉ? Vâng, quá hạt rẻ chứ. Nhưng mà cho vào cái xe nào nó êm nhá, nó đẹp, nó ngon nhá. Nó đáng lúc thì mới vâng, cực chuẩn. Ông mà tống cho vào cái xe đời Thanh, đời Nguyễn ấy mà nó sóc cho thì lo chặt phải cho lộn hết chuột gan, thối hết gan mà gặp người ông là không có làm ăn cái gì. Anh cứ yên tâm, ngồi lên xe này ngang mới ngậm sâm. Em như máy bay lịch sử như máy bay một nhá. Vâng. Mày đào hoa rồi. Tụi em là mày đào hoa rồi. Hoa đào còn đợi. Vâng. Phải mua tóc rối đâu nhá. Lên xe là còn chảy đầu nữa. Chưa đi ô tô bao giờ à? Này, nhìn lại mặt hàng đi nhá. Xe con, xe to, xe tư, đủ cả. Hôm nay đi xe này là để tìm cảm giác lạ thôi nhá. Khinh người nó vừa vừa chứ. À mà này, sao bà lại dọ mõm thế kia? Tôi bị huyết áp thấp nên hay buồn nôn. Trả bù cho tôi. Huyết áp cao. Cái gì cũng đã dùng đủ rồi. Duy chỉ có chưa đi xe ô tô như thế này thôi. Đây, thôi bà cầm lấy các visit của tôi để có gì còn tiện quan hệ. Này, cầm lấy. Cầm lấy. Này. Bây giờ anh nhầm hết cả đi. Cầm lấy. Này, ông ơi, thế cơ quan ông có bán xe thanh lý làm sắt vụn không? Ơi, bà này lại bệnh nghề nghiệp rồi. Xe thanh lý ở chỗ tôi còn chạy được hơn 50 năm nữa chứ chả chơi. Này các bà ơi, trật tự một tí nào. Làm gì mà cứ rối tinh rối mù lên, có ai mà tính toán được.
mà chúng ta còn đi với nhau những 30 tiếng đồng hồ nữa nhá. À bà này, không hiểu miền Nam nó có quay như miền Bắc mình không bà nhỉ? Bố ai mà biết được, hỏi vớ va vớ vẩn. Nào, xem còn ai lên nốt đi, xem còn... Đây, 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 còn ai em đây? Cái gì đấy hả? Thế nào đấy? Trời ơi, trời ơi, không có bắt đi hả? Cái này làm cái trò gì đấy? Mù hả? Ai mù? Có để cho cô đi trước không? Âm binh nó vật chết cả người lên chó bây giờ. Âm binh à? Tao còn đang trừ tà sát quỷ, trừ quỷ chết sạch, còn đang không có chỗ trốn đây này. Thôi các bác ơi, có hai người việc gì mà phải tranh nhau? Chú để anh, để anh dạy cho thằng đôi mù nó biết thế nào mà phải học. Nó già cho nó còn con đầu. Ôi trời ơi. Natasha, Satana. Ui dồi ôi. Em nhìn thẳng vào hai mắt nó, em khợp cho nó lòi phát ra. Ui dồi, chết, ai lại làm thế? Nó đã tiêm phòng dại chưa? Thế mày đã tiêm chưa? Cái em Natasha này của tao một năm là chỉ dại có một mùa thôi. Chứ còn riêng cái loại dở như mày một năm là mày dạy tứ mùa luôn. Thôi, chiến đấu đi, chiến đấu đi. Ai làm thế? Kính Natasha lên trước, không gậy của mình khua mà phát là vỡ răng của Natasha. Ôi trời ơi, chấp thì cái loại dở người. Gậy trước đây. Thế bây giờ lại nhường chó đi trước đấy. Gậy đi trước đấy. Gớm gớm, cả ba cứ nhường nhau mãi. Tránh ra cho sư phụ tôi lên trước. Xe đi thành phố Hồ Chí Minh đi mời bác. Nhầm rồi. Hả? Nhầm rồi. Đây không phải là xe. Dứt khoát không phải là xe. Xe gì mà to mà lại nhiều thế này? Khổ quá, đây là xe sao ông lại bảo là không phải là xe? Tôi là giáo sư, chuyên viết về dòng xe khách Việt Nam. Nó có từ thời Zenon. Nó chạy bằng than cỏ bàng. Cái hãng xe của nó là Peugeot. Peugeot nó có cá xanh, cá đỏ, cá vàng, đủ loại. Mercedes xem có phải là xe không? Wow, ui trời, cái gì này? Ui trời ơi, cái ông này dở à? Thế có định ra không? À, có ra không? Không để tôi lấy gậy tôi khêu ra nào. Cái kia, xem nó có phải là máy ô tô không? Kiểm tra gì? Thế theo ông cái này nó là cái gì? Cái này không phải là ô tô. Tôi đã xem rất kỹ tử vi cho con xe này rồi đấy. Ông là thầy bói, xem được cả tử vi cho ô tô. Chứ còn gì nữa, con xe này có 6 số, giảm sóc bóng hơi đấy. Đúng là nói phép. Nghe. Lấy đâu ra xe 6 số? Gì đấy? Thầy nói đúng đấy. Quá, con gà bay qua, thầy còn biết con nào là con trống, con nào con mái. Húng hồ là cái xe cao to anh. Thế chứ? Thế tôi hỏi ông nhá, thế cái xe này là xe trống hay xe mái? Vớ vẩn, mày thì biết cái gì đi. Vớ va vớ vẩn. Nói phép. Đây rồi, mày chết với thầy rồi. Đấy, giáo sư xem, cái ống xả nó to như cái thùng phi thế này. Chắc chắn là con xe được rồi. Mà cái mặt mũi nó sáng sủa thế này, chắc chắn là phải có hộp đen. Cầm tinh con giáp ngọ bốn vó. Truy phong nhanh như điện. Đấy, vậy thì phanh bốn vó của nó nhất định là phải chạy bằng điện từ rồi. Đấy, đúng không? Này, sao? Nói phép nó vừa vừa thôi nhá. Nói phép nó vừa vừa thôi. Mắt mũi có nhìn thấy gì không mà nói? Hả? Đấy này. Đấy đang viết một cuốn tiểu thuyết giả tưởng về một cái ô tô. Mà không phải là ô tô. Mà là nó gì? Là một cái phi cơ mặt đất. Con phi cơ này nó có đầy đủ những cung mệnh mà như thầy vừa phán. Hai cho mình chí lớn gặp nhau. Thầy nói đúng đấy. Xe của chúng tôi là đạt tiêu chuẩn Euro cấp 3 đấy. Này, sư phụ tôi đang có ý tưởng về một chiếc xe hợp Trung Quốc đa quốc gia, gồm tất cả mọi thứ tân tiến nhất trên thế giới hợp lại. Tưởng cái gì? Nếu như thế nhá, thì tôi xin kính rước các ngài lên xe đến thăm nhà máy sản xuất của chúng tôi ở Chu Lai. Nhà văn. Nếu đúng có một chiếc xe như thế thì các ông tính sao? Nói phép. Được. Ôi giời. Nếu đúng như thế thì giáo sư tôi đây sẽ ăn hết cuốn sách này, bè cả bút viết lẫn bút xóa, không có viết lách gì nữa. Thầy cho ông nhớ đấy nhá. Nếu vậy thì tôi xin rước các ngài lên xe. Nhanh vào Chu Lai. Đi mời sư phụ đi trước. Chị là hello, xin chào cô em. Anh là ngồi cạnh cô em, xin phép nói với cô em một câu là cô em đẹp quá. Bên ngoài của em mặc chị áo đẹp, bên trong là màu sáng nồng chùi, bên trong nửa là màu đỏ, ra cái mùi nước hoa người là muốn chén ngay. Không hiểu à? Thế người ta sao không dùng tiếng ta mà lại dùng tiếng nước bạn thế? Thế muốn dùng vùng nào?
đấy, vùng đấy cho nó dễ hiểu. Ồ. Sao nói lắm thứ tiếng thế? Em chả biết gì cả. Em chả nhanh nhạy với thời cuộc gì cả. Thế là mày là nằm chó nhá, đúng không? Mà lại vào hơi khép rồi nhá. Thế thì tiếng kia cũng phải biết nhá. Mà biết nhiều loại tiếng nhạc kia cũng phải nhảy. Đây. Rất nào cũng phải xỏ, một quần áo phải chơi. Thế là ra hệ có gì nữa. Hay hỏi này. Cái đầu ra hệ đắt, cái đầu một hệ đắt. Hả? Tất nhiên ra chắc là nó phải đắt rồi. Dưa nó chóa ngồi gần mí con được không hi? Cả người cả chó luôn à? Dưa nó bị trừ nó chó đi cùng người mà không ngồi gần nhau thì vực đi đâu. Hê. Ngồi kiểu gì? Ngồi chồng lên nhau. Thế chó chồng lên người hay người chồng lên chó? Đúng là cái đồ dở bên ngửa. Con chó nhỏ như này mà người to như này mà đè vào nhau để nó loài tù vả ra. Chó à? Chó là tuất đấy. Mà tuất là 11, bóng của nó là 2, vị trí là 13, chơi của 13. Tự nhiên giật đùng đùng đến như động kinh ấy. Này. Hả? Chị nói giọng thổ, anh nói giọng kim. Đúng rồi. Chó sủa gâu gâu ấy, tam hợp ấy. Quá. Eo ơi, sặc lô không ra sặc lô, David Copperfield không ra David Copperfield, nhìn cái lơ không là buồn lơn rồi, như cái biểu gà tây ấy. Ồ, liếc thì nghĩ liếc hận đây. Hải Phong, Việt Kiều Hải Phong đây. Thế nhỉ? Ồ, Hải Phong à? Úi giời, bà con có bác trên xe ấy, thế mà ra đồng hương cái dấu của em, ui là đến cả ơi. Thế ở Đồ Sơn là thuốc lào đó? Đồ nhà thôi. Ôi, đấy có phải Đồ Sơn à? Úi dồi ôi, số em này đào hoa quá. Đào hoa quá, 49 cặp 50 rồi. Nghe xe ơi, đổi chỗ ộ cái. Ngồi gần cái ông mà mắt lúc nào cũng thèm khát kiểu này mệt lắm. Này 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 này, này là có tiền định hết cả rồi đấy. Tiền định. Xe có số, nhà có số, người ắt là phải có số rồi. Đều phải có số. Cô bạn. Chú ấy là phải ngồi gần nhau. Cạnh nhau. Tách ra một cái là cũng đại họa đấy. Duyên số nó vồ lấy nhau money. Hai đứa yêu nhau chụm hai mái đầu. Lòng thì bảo lòng không muốn rời nhau. Câu ai ân xin ngợi ca suốt đời. Dù nghèo ta vẫn chung đôi. Miễn đừng có phụ lòng tôi. Câu ai ân xin ngợi ca suốt đời. Dù nghèo ta vẫn chung đôi. Miễn đừng có phụ lòng tôi. Độc quá thế mà mùi lòng à. Mặt như củ khoai sọ. Chỉ được cái hát hay thôi. Nhà xe ơi, không phải đổi chỗ đâu nhá. Chuyển hướng rồi. Thực sự này này, tôi cũng muốn mang con chó đi đâu. Nhưng mà cái cô người yêu tôi ở trong kia cô ấy thích. Mang vào làm món quà để tặng cô ấy thôi. Chó ai mà chả thích. Tôi cũng thích chó. Chỉ mỗi con chó này là tôi hơi ghét ghét thôi. Sao lại ghét nó? Tại nó giống chủ. Giống chủ thì làm sao? Vô duyên. Ô. Này, cô em ơi, hai cái vô duyên gặp nhau là thành cái có duyên đấy. Đi xe khách vui đáo để. Hơn cả gặp nhau cuối tuần. Thế em đi thành phố Hồ Chí Minh à? Em đi July thôi. Ồ, thế anh đi July. Ồ, anh đi July. July. Thế con chó đi đâu? Thì người đâu chó đấy. Em tưởng nó có vé riêng. Vé riêng đi đâu? Đi Nhật Tân. Thôi thôi, cái mồm. Mồm. Cái mồm duyên thế mà phạt toàn những lời ác. Không phải ác mà không thích ôm ấp nhau như này. Sao việc gì cứ phải ôm ấp nhau trên xe như này? Người xinh đẹp với kia này cứ rủa, cứ chấp con chó bằng cái nắm cơm, nắm chi. Thế giờ để nó vào đâu? Để đây này. Bà ngoại à, cái này là bàn ăn. Thế người với chó bây giờ là ăn lẫn lộn với nhau à? Thêm chứ lẫn lộn là loạn. Thế con này nó là cái đĩ hình cu đấy. Sao mà biết được? Chứ bà hỏi làm gì? Thằng cu thì ôm được, cái đĩ thì nhờ người khác ôm. Làm sao? Không thích, nhìn ngứa mắt. Không thích à? Thế bây giờ không ôm chó thì ôm ai? Thế ông có gửi nó đi không? Thế gửi nhá, chiều bà đây nhá. Nhanh xe ơi, dạ. Có khách gọi bà ăn việc rồi. Dạ, em chào canh các chị. Ừ. Canh các chị cần gì ạ? Chú là Long à? Dạ. Long. Chú đem chú cất hộ tôi cái con trinh hú hùa này đi cái. Vâng. Chú cất ở tôi cái. Thôi, chịu chồng người lấy con vậy. Tâm. Nhà xe chúng em là có cả một tầng hầm, em có thể chăm sóc con chó này được ạ. Có cả một tầng hầm để cất chó cả. Anh này,
không được gọi là chó nhá, phải gọi là em Natasha nhá. Natasha. Này, này, Natasha hú hùa dạ, nhá. Chiều bà 49 ấy. Sao được gọi là Chính hú hùa? Chính hú hùa là cái giống chó, Natasha là cái tên biết rồi. Thế à? Cái loại này á, mấy diễn viên nước ngoài người ta hay ôm à. Nhưng người ta là đàn bà, người ta ôm chó. Ừ. Nhìn đàn ông lừng lững này, ôm chặt con chó nhìn bù lôm. Ôi giời, không ôm chó giờ mà lại giết chứ nhỉ. Nó mới chặt chạm tí mà ghẻ. Gì thế? Đổi chỗ hộ em cái. Ồ, đổi chỗ, đổi chỗ. Mắt bác không thấy gì, nhìn đỡ trướng. Ừ. Mình mắt mũi tỏ tường này cứ nhìn củ khoai sọ cười cười nói nhìn ghét. Đổi chứ. Bác bò lên bác đổi chỗ rồi. Em ngay. Đâu đi được nào? Cảm ơn. Ôi, bác. Cạnh khoai sọ được chơi. Năm nay đúng năm hạn ấy. Đang cái mùi nước hoa Charlie muốn ấy cái thì chuyển sang cái mùi bít. Tôi mù lòa cho nên là đặt đâu là ngồi đấy, cho gì là ăn đấy. Bố ơi, cái xe này nằm thích thật. Cái xe trong tương lai của bố con mình. Bố định tính thế nào? Giời ơi con ơi, mình phải vào tận nơi, cái nơi sản xuất đi. À. Rồi mới tính. Vào đấy mới tính à? Ừ. Này này này, hai thầy trò nhà ông này ơi, tôi nghe vừa nãy có vẻ hai ông cũng hiểu về xe quá nhỉ? Ừ. Ôi giời ơi, giáo sư ngồi lù lù đấy mì. À, dạ, bác là giáo sư ạ. À. Dạ, hân hạnh quá ạ. À. Dạ, em hỏi khí không phải, cái xe này đến 10 tấn phế liệu uy bác nhỉ? 10 là 10 thế nào? Thế bao nhiêu hả bác? 20 tấn là cái xác. Thế cơ à? Ôi dù ôi, nặng quá nhỉ. Này, trong tương lai ấy, dạ, người ta không làm bằng sắt nữa, người ta làm bằng titan, chỉ 5 kg. Titan là cái gì ạ? À? Mà sao nó nhẹ thế hả bác? Cái loại đấy là loại giấy gì mà nó nhẹ thế? Đúng là cái đồ buôn sắt vụn, trình độ thấp. Titan là một từ hóa học. Hóa học ạ? Mà nó không chạy bằng động cơ đâu. Dạ, thế nó chạy bằng gì hả bác? Điện tử ạ. Nè, cái nghề buôn sắt vụn của bà ấy mà, chuẩn bị xếp kho chứ. Bỏ nghề đi. Bỏ nghề, tìm việc khác. Thì tôi cái mồm nhà ông. Đã gặp được nhau đôi ta, đã gặp được nhau như gió gặp trà, như rau gặp hành. Anh còn gì, em cũng còn gì. Nghe được không em? Ê ơi, người xấu mà hát hay nhờ. Hay à? Rồi ạ. Khen phỏ mã tốt áo. Này em đừng có chê xấu nhé. Các cụ có câu: yêu nhau là xấu đẹp mà mặt chuột kẹp còn nói phương phi. Tôi to. Yêu nhau đấy. Thế em hẹn người yêu trong July. À đúng rồi. Cái người mà em đã kể cho anh nghe rồi ấy. Ừ. Châu Nhật Phát phải gọi bằng cụ là anh ấy. Ừ, kể ba lần biết rồi. Ừ. Châu Nhật Phát biết em rồi. Em cao to, đẹp dai, phương phi. Ôi dồi. Coi như là nhà mặt phố bố làm quan, to. Ô, thế em thích Toàn đấy à? Ừ. Ô, thế cái thằng to nó sống, thằng bé nó chết à? Ừ. Nó bé nhưng mà cái ré nó to. Con ong đốt đít quả bầu cũng thôi. Nhưng mà nó chúng to, thích em ơn. Thích Toàn mới chờ. Thế anh cũng hẹn người yêu à? Anh là hẹn người yêu ở trong đó để gặp nhau. Mà người yêu của anh là đẹp như là Lâm Tâm Như vậy. Và cũng hẹn gặp nhau ở Chu Lói. Blon quá. Chuyến xe khách Hoàng Long mang số hiệu 34 Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo đã đến giờ chúng tôi chuẩn bị xuất phát. Đề nghị quý hành khách ổn định vị trí, xe bắt đầu rời bến. Tôi lên với anh. Trời ơi, hàng cồng kềnh thế này bố phải cho ra hầm chứ. Có mấy cái giấy vệ sinh ý mà. Giấy vệ sinh thì bố phải cho ra hầm chứ. Vấn đề này quan trọng lắm. Bác ra đây em bảo. Đi. Đây không phải là giấy vệ sinh thường đâu. Em ngụy trang đấy. Bên trong mới là quan trọng. Chết. Chứ bên trong là hàng lậu à? Ui. Hay là ma túy? Chết. Em xin bác xe xe cái mồm. Lộ hết. Thôi bác nói nhanh lên. Nhà xe tôi chạy bây giờ đấy. Đây. Lúc nãy em nhìn trên xe của bác có đến 50 thằng ăn cắp điêu thí. Xe tôi chỉ chở được 39 hành khách, lấy đâu ra 50 thằng ăn cắp? Từ lúc em cầm 10 triệu trong người, em nhìn ai
cũng như là kẻ cướp đi nhỉ. 10 triệu thì liên quan gì đến cái đống giấy vệ sinh này? Ôi giời ơi, tôi chả mang tiền vào cho con nó làm nhà trong miền Nam à. Cho nên tôi phải chôn nó vào trong đống giấy vệ sinh này để cho kẻ cướp nó nhìn thấy nó không để ý. Có thế mà bác cứ phải loanh quanh mãi. Bác mang ra 28 Trần Nhật Duật mà gửi à? Công ty chúng tôi có nhận dịch vụ chuyển phát nhanh, chỉ sau 2 phút là con bác trong miền Nam nhận được ngay. Thế à? Thế mà tôi không biết. Thế còn cái đống giấy vệ sinh này? Thôi, bố cứ mang về ủng hộ vào nhà vệ sinh công cộng ý. Cho đi tiếc lắm. Tôi mang về nhà dùng dần. Khổ thân ông già, trả bù cho các đại gia, chỉ ngồi ở nhà điện thoại là tiền đã đến nơi rồi. Chẳng phải ngụy trang hóa trang gì mà cũng được như ý. Ôi giời ơi, cái bà này linh chả có xuất. Tại sao bà lại lấn chiếm những giường của tôi? Rồi ơi, xe nó quành dồn em sang bên này bác ạ. Bác không biết thì tôi gì? Nằm ở bên giường bên kia. Ôi giời ơi, không tài nào mà ngủ được. Ôi, làm sao? Mở mắt ra như có ai mặc quần áo trắng toát, hai mắt đỏ lòm như hai cái đèn lồng ấy. Trời ơi, bà không biết à? Cái xe này nó không có nhíp, nó treo bằng hệ thống bóng hơi, khi vào cua nó không nghiêng, tự cân bằng. Này, còn vừa nãy cái người mà bà vừa nhìn thấy nó thè cái lưỡi ra bằng cái đòn gánh, nó liếm một phát ấy, bà sướng luôn. Vợ chồng nhà này lục sục cái gì thế hả? Không, hả? Em chỉ sợ ma thôi, không có gì đâu ạ. Ở đây à? Chứ không có chuyện gì à? Dạ. Không có chuyện gì, tớ lại về xem tivi. Các vị có trật tự không nào? Để cho tôi viết nhật ký một tí. Bà bỏ cái tay, chân đi xem, đi đè cái tay. Ôi trời ơi, chưa? Mắt nó đỏ lờ. Anh cứu con với. Một hã thằng lưỡi nó thè. Ôi trời ơi, anh cứu con với. Ôi trời ơi, anh cứu con với. Bà gì đấy? Không có gì. Bà sợ ma ấy mà. Bà sợ ma. Này ông ơi, hay bà ấy sang cạnh giường tôi mà nằm. Tiếc đứt cả ruột. Tiếc cái gì? Sao lại tiếc? Đúng cái lúc tôi đang chuẩn bị thơm một cái thì âm mỉ lên. Chào ơi của tôi thì. Úi giời ơi, sao đang thơm Natasha à? Tôi đang mơ thế, cái quan người yêu của tôi nó chết đuối. Thế là trong lúc giờ rét là tôi mới nhảy xuống tôi vớt thế bê lên rồi. Trong cái lúc cái cấn thì mới hô hấp nhân tạo, mới hà hơi thổi ngạt thì thế là bọn nó ngáy, làm tan biến giấc mơ luôn. Thôi con lại hồn hồn để cho người ta yên bình, người ta ngủ một tí ở nơi. Cứ mệt quá, cứ đang ngủ nhoáng mặt ấy. Ngủ nào được, mà nhìn kia kìa. Đấy, cái lão ở giường 3721 nhớ 1 rồi 32 kia kìa. Chả quý thức gì cả. Mình có gáy đi phải xem hàng xóm láng giềng ta ngủ nghe như thế nào mà gáy gáy mẹ cho lên đây. Gáy nó gáy thì gáy cho con. Thì đúng cái lúc mình vừa làm một cái, đang cái lúc giấc mơ đẹp, đang mơ mộng bay bổng cái chân cũng trăng. Thế là nó mới gáy nó một cái, thế là vỡ hết. Đấy, còn cái lão gì ở cái giường số 39 ấy, đã nhai lưỡi chột chả chột chẹp, còn nghiến răng kẹt kẹt. Mà ngáy gì vì chẳng có kỹ thuật gì cả. Chán chẳng muốn nói. Chẳng đâu vào đâu cả. Loạn hết cả nhịp lên. Thẩm âm tiết tấu thế à? Hả? Này, ông mù mà biết người ta nằm giường 39 á. Mà mày cũng ngáy ghê lắm cơ. Người ta đang xem cải lương kìa. 30 huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế bị trôi. Ba tàu đánh cá. Này bà, khóc bé bé cái mồm thôi. Để tôi còn theo dõi thời sự quốc tế chứ. Ôi giời ơi, thời sự thì ngày nào người ta chả phát. Thôi, xem phim để tôi còn luyện trưởng đây. Này, mở chương trình thể thao đi.
xem anh Bốc, anh Bốc có sướng. Bốc là cái gì? Bốc là cái gì? Thể thao là gì? Thời sự là gì? Chuyên trưởng gì? Đang xem cải lương hay thế? Xúc động người ta. Ôi giời ơi, lẫu ruột. Này này này, em xin phép các bác, em có ý kiến này. Bây giờ chúng ta mở karaoke hát cho nó máu. Hát con gà cua la cho sướng đi. Trọng ơi, dậy đi, đến lượt mày lái rồi đấy. Để tao ra hát mấy bài karaoke. Anh ơi, anh đang lái xe cơ mà. Chị yên tâm, chúng tôi không lái quá 300 km. Cung đường nào là của người ấy. Cho nên là tài xế chúng tôi thuộc từng cái ổ gà bằng quả táo một đấy chứ. Alo, tốt quá. À, bác Bú Phất Kẻ ơi. Gì đây? Bác cho cả xe thưởng thức một bài. Khi chiều nghe bác hát, xúc động quá. Mời bác. Có ngày, dạ, có ngày. Mời bác lên trên này ạ. Có ngày, ăn chơi là không sợ mưa rơi. Quý quá quá. Mời có bác. Bác chơi ngay. Xin hết tặng cả xe một bài nhá. Vâng ạ. Bắt đầu đây. Kính thưa quý khách, nhân chuyến đi vào Chu Lai để tìm một nửa của tình yêu. Thôi thôi ông ơi, hát đi. Nhà cứ lằng nhằng mãi cái gì đấy. Cái lão béo này áp huyết cao phải không? Ngồi đấy, tôi hát xong nhạc nó chạy hết xong tôi nói chuyện với ông sau nhá. Đã bao năm rồi không về cùng anh ơi vợ ơi, để cho anh buồn khóc một ngày đêm lại thêm hai ngày. Vợ ơi hãy về cùng anh bên nhà tranh đôi nghèo cùng nhau chung nồi canh. Ta khúc ngon lành, mất em anh buồn ngỡ ngần còn hơn bao thằng điên. Suốt đêm anh ngồi đóng cửa chờ mong em mau về. Về đi, ơi người vợ yêu anh chờ mong ngỡ rằng từ nay anh thật ngoan. Không hành hạ em. Nhà xe ơi, xe cho em lái cái. Này, trông thế này mà lái được cả cái xe to tướng này cơ. Chị tìm William Cường chứ gì? Nó ở giữa xe có chữ V cắp C. Xe thông minh thế. Đứng rồi tôi. Lâu. Lâu quá. Ngủ trong đấy luôn à. Lâu thế. Vào đấy phải cẩn thận. Toilet có hút chân không? Tôi suýt nữa bị mất trống đấy. Ôi dồi ôi, tôi không có cái gì cho nó hút hết. Ta phát dồ phát dại lên. Chim gặp chân không với không chân. Chào bác. Chim gặp cô Sơn Ca. Úi dồi. Rồi ạ. Đêm hôm cô ngủ đi. Lượn lắm thế. Như đèn cù ấy. Đi lại là việc của tôi. Ngủ là việc của bà. Bà ghê gớm nó vừa chỗ. Chết tôi rồi. Cái gì thế này? Tóc giả à? Úi dồi ơi. Thế mà cầm lược rỡ to. Còn mày đặt chảy đầu nữa. Ước gì tôi không được mù nhưng ông được sướng lắm. Ông nói cái gì? Ước cái gì? Ông ấy, mèo mù vớ được cái rán ấy. Nằm cạnh người đẹp ấy sướng quá cái gì nữa. Ngay nhá, ông bỏ ngay cái kiểu xỏ xiên đi, ba que xỏ lá đi nhá. Tao nói gì mà mày bảo sao xỏ xiên hả? Tao nói động viên mày có mỗi một câu như thế mà mày vu ra ngay tao là xỏ xiên à? Thế là xỏ xiên đi. Mày có cái mắt ra mù rồi, còn cái mồm có muốn mù lốt không? Để cho khỏi phải ăn nhá. Các cụ đã bảo rồi, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra, có phải anh ta sẽ? Thế mày ăn gì vào mồm mà mày phọt ra cái ấy hả? Thế ông bảo mồm tôi ăn cái gì? Mày ăn ngô phọt ra bắp. Thế ông ăn cái gì? Ông ăn cái gì? Tao ăn vàng nhả ra kiếm cướp. Yêu cầu mọi người trật tự cho. Cấm có ý thức. Không để người ta nghiên cứu viết lách gì à? Biết thế làm trong kiến thức ngục. Cái chung cư này lộn xộn quá. Này, tôi đề nghị bầu ra một người làm tổ trưởng dân phố đi. Chung quy cũng tại cái nhà xe này. Thiết kế cái xe gì mà nó hiện đại như cái nhà đấy, trang bị từ cái ly, cái cốc, cái giường nằm, karaoke, tivi, rồi máy lạnh, rồi toilet, hiện đại quá cho nên là nó mới loạn lên.
khổ quá nó xin chuyện, mà sướng quá nó xin chuyện. Tôi đề nghị cứ bầu cái lão mồ làm tổ trưởng tổ dân phố. Cả xe đồng ý không? Đúng rồi. Nếu mà đồng ý nhất trí tín nhiệm tôi thì tôi đề nghị mọi người không hát hò gì hết, tắt điện, đi ngủ. Hoàng Long 60 đấy ạ. À, anh Dũng Béo đấy ạ. À, anh hỏi giúp em xem hành khách trên xe có cô nào tên là Mộng Huyền. Vâng. Vâng, thế đến lượt chú Lai gặp nhau anh nhá. Vâng, em cảm ơn anh. Vâng. Dạ. À, báo cáo bác tổ trưởng dân phố. Dạ. Trông bác có vẻ tốt bụng tốt dạ. Thế có việc gì nhờ lãnh đạo can thiệp hả? Thì đấy, chính vì là bụng dạ bác nó tốt, với lại tướng mạo bác nó cũng đẹp. Cậu lại phải xem cả tướng mạo thì có việc gì? Dạ, chả là thế này. Được thì, được thì con khóc thì mẹ phải cho bú. Thống nhất thế nhá bác nhá. Alo, đề nghị mọi người nghe tổ trưởng dân phố mới được bầu đêm hôm qua và đương chức đến giờ phút này nói đây. Thế theo nguyện vọng của đông đảo mọi người và nhiều lý do khác nhau, xe của chúng ta sẽ vào thăm nhà máy sản xuất ô tô Trường Hải để quý vị mở rộng tầm mắt, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều cặp uyên ương đến với nhau. Ví dụ như là anh Trọng đây có điều kiện đưa người yêu về quê làm đám cưới. Đề nghị toàn xe chúng ta hoa đô. Hoa đô. Đến rồi đấy hả? Trường Hải à? Rộng quá nhỉ? Sân bay à? Giáp à? Đây. Kìa kìa. À, chào chú. Vâng. Chào chị. Vâng, chắc tôi tìm người cả. Lồng đèn đỏ cao cao. Ông vẫn chưa tìm đến người nhà. Anh ấy đi nào rồi? Em đi tìm lồng đèn. Thì lồng đèn đấy. Lồng đèn đấy. Thế sao ở trên xe không chịu đeo vào? Thì đeo cái lon đen toang đen, cái đèn lồng đỏ chép từ Bắc vào Nam để thành điên à? Thế gì? Thế cái nickname của anh là gì? Bắn súng hai tay. Con của em? Ba ba nằm ngửa. Ôi. Anh có nhận ra em không? Úi giời ơi. Thế em bảo em ở trong thành phố Hồ Chí Minh cơ mà. Điều đấy, chát mà nói gì chả được. Giời ơi. Thì hóa ra người ở trong mộng của tôi đây là. Giời ơi. Úi giời ơi. Em làm anh tìm em vất vả quá em biết không? Anh cứ như mưa đá ấy, ùa vào em nhanh quá làm em không thu vén được cuộc đời. Ôi thế để anh vén cho anh vén. Ôi đã yêu nhau một tình yêu xanh mượt, tình yêu ta là tình yêu dài tuyệt, yêu nhau rồi là mày khớt khờn khượt. Thôi không phải đi đâu nữa, về Bắc luôn nhá. Về Bắc rồi bảo bố mẹ làm một cái lễ kết hợp. Nhảy. Ừ nhỉ. Ô đúng Hải Phòng, viết kêu Hải Phòng, viết kêu Hải Phòng. Đồ nhà mà. Đồ nhà mà nhỉ. Ra Bắc thẳng chứ. Quyền ơi.
đây cơ mà. Anh sao? Ôi trời ơi, anh đã bảo em là anh hẹn em ở xưởng lắp ráp, em có chạy đâu ấy. Anh này, xuống xe một cái em chứng thịt lộn ở đây luôn. À thế à? Tưởng ai, hóa ra là Trọng Con. Bà Tài Cãi. Xin giới thiệu với ông Linh Voi, đây là Huyền, người yêu của tôi. Xin giới thiệu với em, đây là anh Linh Voi, đồng nghiệp của anh. Này, nhiều thịt này nhưng mà biết rồi. Thịt nhạt lắm. Này, nhạt là nhạt thế nào? Hơi bị vừa miếng đấy. Cái này, cái tay. Này, tôi nói cho ông biết nhé, bây giờ xe chạy nhanh. Chứ nó mà chạy chậm như ngày xưa, ông đứt em Huyền với tôi luôn. Này, này, tôi nói cho ông biết nhé, ông ăn nói cho cẩn thận nhé. Ông đừng tưởng là ông nhiều thịt này mà ông ta lăng nhăng nhá. Thế thì làm sao? Ôi trời, khổ quá cơ. Em xin hai anh đấy, thân này mà xẻ được làm đôi cho mỗi anh một nửa. Đâu? Ê, sao lại nói thế? Anh nói cho em biết nhá, cái móng chân út của em anh quan thừa nhá, anh cũng chẳng cho thào cả. Nói thế cho nhanh. Thời buổi này ăn nhau rồi cái đầu to xác làm cái trò. Này, ông bỏ ai to xác hả? Thôi, thì sao? Lui ra. Cái gì thế? Thôi. Ơi, cái gì thế này hả? Cháu. Báo cáo bác tổ trưởng dân phố. Anh Linh Voi. Voi lái xe phía Nam. Anh lại tán người yêu của cháu. Cháu hỏi bác nhá, thằng nào nó tán người yêu của bác có chịu được không? Chịu sao được, tôi tán luôn. Đấy nhá, tán luôn. Nhưng mà thôi, đừng có đánh nhau. Đừng uống quanh nhau, trước mắt tôi là tôi không chịu đâu nhá. Có cần tôi hòa giải không? Sao phải hòa giải? Người yêu của cháu sao phải hòa giải với thằng nào? Thế thì thôi, cần gì đến tôi nữa, tôi này, đi. Từ từ. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Này, kể cả hôm nay nhá, chơi với Trọng Con, mắc màn đến tối luôn. Bây giờ nhá, nếu ông thích nhá, tôi mắc ông đi sáng. Chơi luôn. Thôi, nào, có hòa giải không nào? Bây giờ nhá, hai anh sẽ quẩn tù tì trước mắt tôi. Nếu anh nào thắng thì anh ấy sẽ được cô gái này. À đây. Ông quản đấy. Chơi luôn. Nào, ra đi. Ra. Nghe hiệu lệnh như nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Thắng rồi. Thắng rồi. Này tôi ra kéo mà. Này, thế tôi hỏi anh nhé, số 5 hay số 2? Số nào số to 5. Hơn? Số 5 to hơn. Thằng này thắng rồi. Năm phát thắng rồi. Đổ ăn gian. Con cảm ơn bác. Thế mới gọi là nhà hòa giải chứ. Bác ơi, nhân tiện đây cháu mời bác ra ngoài Bắc. Về nhà cháu, bác làm chủ hôn cho vợ chồng cháu. Mày bị điên à? Ơi, khổ quá, thôi được rồi. Cháu sẽ khuyến mại cho bác cả hành trình Bắc Nam được chứ? Thôi được rồi, tất cả là vì tương lai con em chúng mày. Tao nhất trí, tao đồng ý. Này, có cái gì mọi người vui vẻ thế, không tham quan à? Chào giáo sư, nhân tiện đây, cháu mời tất cả mọi người vào thăm nhà máy. Còn giáo sư, nếu giáo sư thua cuộc, giáo sư phải giữ đúng lời hứa đấy nhá. Ok. Nào, mời tất cả mọi người. Bác ơi, đi lối này bác. Vâng, thưa quý vị, đây là khu liên hợp sản xuất và lắp ráp ô tô hiện đại nhất Việt Nam. Các bạn thấy đấy, từ những thanh sắt như thế, chúng tôi đưa vào dây chuyền này để lắp ghép lại với nhau tạo thành khung xe. Mời quý vị đi theo tôi ạ. Đây là dây chuyền căng tôn. Từ những mảng tôn này được chúng tôi đưa vào hệ thống căng tôn bán tự động. Đây là công nghệ Hàn Quốc hiện đại nhất hiện nay. Vâng, mời quý vị đi tiếp ạ. Vâng, đây là hệ thống phun xốp, hệ thống xử lý cách âm, cách nhiệt và chống rung, giúp cho xe không bị ảnh hưởng bởi những tiếng ồn từ bên ngoài. Chúng mua ra đấy. Có chuyện gì thế này hả? Bạn có sao không ạ? Bây giờ mời quý vị đi theo tôi sang dây chuyền đứng sơn điện ly. Đây là dây chuyền hiện đại nhất. Nó là trái tim của nhà máy chúng tôi. Mời quý vị sang đây. Với công nghệ tiên tiến từ Đức, sau khi xử lý sơn điện ly, thân xe được bền vững, không bị rỉ sét bởi tác động của môi trường. Mời quý vị đi theo tôi. Mời bác ạ. Dây chuyền sơn được sử dụng công nghệ từ Hàn Quốc, giúp cho thân xe có độ bền và độ bóng cao, màu sắc đẹp và trang nhã. Mời quý vị đi tiếp ạ. Đây là dây chuyền lắp ráp. Thân xe sau khi được sơn hoàn chỉnh sẽ được đưa vào dây chuyền này để lắp ghép với chassis và nội thất ở bên trong. Mời quý vị sang đây. Đây là dây chuyền lắp ráp theo công nghệ của Hàn Quốc.
dây chuyền kiểm định được trang bị những thiết bị kiểm tra hiện đại nhất của Ý, gồm hệ thống đo lực thắng, đo đèn, đo nồng độ khí thải và thử kín nước. Tất cả các xe ở đây đều được kiểm tra hoàn thiện với các tính năng an toàn về kỹ thuật. Sẽ được chúng tôi đưa ra kiểm tra thực tế với hệ thống đường thử hiện đại như đường tăng tốc, đường vòng cua, đường dốc, đường gợn sóng, giúp kiểm tra sasi và thân xe, đường lát đá hộc, kiểm tra hệ thống giảm sốc. Đây là hệ thống đường thử đáp ứng được điều kiện khắc nghiệt tại Việt Nam. Để xe của chúng ta hoạt động được êm ái, bền đẹp thì nó phải trải qua các dây chuyền sản xuất và lắp ráp quy mô hiện đại như các bạn vừa được chứng kiến thực tế tại khu liên hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai, Trường Hải. Thưa ngài giáo sư, đây có phải là chiếc xe trong mơ của ngài không ạ? Nó gồm tất cả những cái gì tốt nhất của thế giới, tóm lại là nó là hợp Trung Quốc. Này nhá, máy thì là của Nhật nhá, bóng hơi là của Mỹ, lạnh của Đức, toilet thì là của Italia. Giáo sư làm sao thế? Phải gió à? Sư phụ, tôi vừa chén liền lúc 6 quyển sách, gần 1000 trang giấy, bội thực rồi. Trên xe có hộp cứu thương, ai chạy lên đây nhanh. Ai chạy lên đây? Hộp cứu thương chỉ có thuốc chống nôn thôi, chứ còn không có thuốc nôn. Ôi trời, cần gì về thuốc chống nôn nhỉ? Tôi có cái này đi rồi. Cái gì đấy? Bít tất. Ổn rồi. Giáo sư chỉ cần nhấm một phát, ngửi lên mũi, 6 quyển sách chứ 10 quyển sách gặp cái này beautiful hết. Ôi, rồi con ạ, bố con mình không thực hiện được ý tưởng rồi. Rồi, ta ra Bắc rồi. Thôi các bạn ơi, nhanh lên. Em quay cái gì đấy? Báo những người ta chờ gì? Làm cho nó phun nước tát cái giờ đấy. Là biết biết khi ngắn khi dài màu gì cũng tiếc, màu gì cũng tiếc, thương nhớ trong lòng người vợ thâm thiên, thương nhớ vợ ơi. Đây chỗ cái này rồi, có cái gì mà nhìn không biết em tớn ở chỗ nào, hình như mình cầm tinh con mò hay sao, nó là như chạy. Hút bụi à? Xong hỏng. Thầy bố nào chịu được viêm họng hết cả. Cả đời thèm có mỗi bát cháo lưỡi mà không biết bao giờ kiếm được mà ăn chứ này. Cú 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 cú. Cú 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 cú. Tổ trưởng dân phố đề nghị các hộ gia đình trật tự, đi ngủ. Tay ai? Huế ai? Có trộm, chiếc xe có trộm, bật điện lên, chiếc xe có trộm. Thằng nào là trộm hả? Ôi rồi. Ôi sao ông là ông vợ tôi? Hả? Sao lại ngồi bên đây? Hả? Này, ông kia quả tang gian phu dâm phu, lập biến bản bốn anh chị này. Trật tự, đừng nghe vợ tôi nói. Trật tự, thú thật là thế này. Ôi, cái gì nó nhọt nhọt rồi nó chùi chùi giống nhau đi. Cho nên là chọc giống nhau. Mà đây này cũng dùng nước hoa tranh nhau giống nhau, mà cũng toan hai con trâu mộng giống nhau. Ôi trời ơi.
nhầm chứ. Gì nhầm hết cả cái này, nhầm 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 nhầm. Cái chuyện là nhầm nhọt ấy nó là cái chuyện bình thường. Nhưng nhầm lần đầu tiên bỏ qua đấy. Ngày xưa các bà phụ nữ gội đầu bằng bồ kết ấy, cho nên là tôi rất chịu khó nhầm. Thì nhầm bỏ qua đấy. Thôi tắt điện đi ngủ. Ai về nhà đấy? Ai về nhà đấy? Làm đi. Xí xóa đây. Huy, để muội xuống đây đi. Muội cứ ngồi yên, tôi còn khỏe mà. Thế đã gọi điện cho chúng nó chưa? Rồi, xe Hoàng Long bây giờ có điện thoại rồi mà. Tiện thật, không thì chẳng biết đường nào mà đón chúng nó cả. Huy ơi, cứ chúng nó xong có khi muội phải lên đến một tạ. Huy chả dắt được thế này đâu. Này, sắp tới bến xe chưa? Có nặng không? Cũng bình thường thôi. Qua cái dốc này là... Này, tự tính hai cậu cưới quách đi cho xong. Cưới đi. Cho khỏi nhầm. Chứ nhầm nhọt thế này chết dở. Cưới trên xe đây á. Tớ bố cục thế này nhá. Chỗ này bày hoa, kéo cái zero này ra, treo hai con chim bồ câu cắn mỏ vào nhau. Cho mỏ bên vào này nhau. Đại diện họ nhà trai, bên kia họ nhà gái. Được chưa? Tôi xin phép có ý kiến là tôi sẽ làm chủ hôn. Này, nhờ chúng tôi ấy luôn đi. Ấy gì? Ấy được gì mà ấy? Tức là làm đại diện nhà trai hoặc là nhà gái. Thì nói rõ nha, mới chấm rồi, chết quá được. Quá được. Đám cưới trên ô tô cực kỳ độc đáo. Độc đáo, có khác gì các nhà tỷ phú cưới ở dưới đáy biển trên mặt trăng đâu. Ý tưởng hay chứ, trông báo chưa. Đúng rồi, mình phải chơi lạ lắm. Em ơi, lạ. Được không? Nhưng mà cưới ở đây xong rồi về quê lại cưới lần nữa à? Ôi, về quê chỉ báo hỉ thôi chứ cưới làm gì cho tốn kém. Ăn lắm đấy. Đúng rồi. Rồi anh ơi, nhưng mà không còn nhận cưới à? Nhận cưới là cái gì? Sao kém đông minh thế? Vặn hai gốc cái này, lòng mà tay nhau thế là tưởng tượng là hai cái nhân cưới. Không có cô bạn ăn uống gì à? Ăn uống làm gì? Tiếng hát hát tiếng ăn. Sợ chẳng ăn rồi mất luôn bài hát nhá. Trường em tớn thật xinh, anh lòng muốn dập dình. Ôi kia ai chay dừa đầy đây, ôi cái mông thật mong manh hấp dẫn. Biên anh ngưỡng gian trong người dập dình anh mong muốn ôm người em vào lòng. Ta bên nhau ôm ghi chặt chặt cho gây trường giường kêu lên ken két nhớ nhau nhớ. Anh ơi, nhưng mà còn cái chỗ động. Chỗ động gì? Động. Động gì? Động ấy. Động thổ. Động thổ là cái động gì? Úi dồi. Kéo cái lưu đô vào đây này này. Thì đưa nó vào trong cái chỗ ấy. Chúng ta. Thế nào em? Thôi, trên xe đông người, xe lại chạy êm. Bao nhiêu người bắt cứ dạy em. Ngượng à, không ấy thì thôi thì vào nghịch ngợm cho nó vui vậy. Hoặc là sờ cái lọ món cái chạn. Các bác ơi, em nghĩ ra rồi. Em nghĩ ra rồi. Sao? Cái xe này nó có một tầng hầm. Nó cao 1m1, rộng 7 khối. Làm cái phòng hạnh phúc ở đấy có được không ạ? Tốt quá. Kính thưa hội hôn. Theo lời của bọn hay ăn ở quán lẩu thì là con chim có cánh có lông, làm người phải có vợ có chồng mới vui. Đúng hết nhở? Biết rồi. Hôm nay ngày lành tháng tốt, công ty xe khách Hoàng Long tổ chức hôn lễ cho anh chồng kết hôn cùng. Ô, cái con này nó tên là gì nhỉ? Dạ, Mộng Thị Huyền ạ. Mộng Thị Huyền. Mộng Thị Huyền. Đúng rồi. Cô Huyền là nhân viên ở đâu ấy nhỉ? Dạ, em là trại viên trại chăn nuôi. Cô Huyền là cô nuôi dạy lợn. Sao đi Huyền nuôi lợn cho nó khổ con lợn đi ra. Nhưng suýt nữa thì bỏ nhau. Xong một thời gian suy đi tính lại, cô Huyền đã quyết định nếu như mà không đến với anh chồng thì có chó nó lấy. Ừ, ôi, cái ông này. Chưa làm các thủ tục chưa được hôn nhau. Thôi dừng nói để cho nó hôn đi. Một bái chủ hôn. Bái chưa. Rồi. Hai bái cao đường. Cao đường ở đâu? Cao đường là cái xe này ngu thế. Ba phu thê giao bái.
Bái, bái xong chưa? Rồi rồi, bây giờ hai đứa từ thiện hôn nhau. Bao giờ đến mình đây? Đây xong rồi, nó thì mình... Anh chị cho xin tiền mừng. Mừng gì? Mừng đám cưới. Thế à? Anh ấy đại diện đấy. Làm gì còn tiền? Ăn được thùng luôn, làm gì còn tiền mà đại diện? Em ứ biết. Bác thủ hôn ơi! Anh à? Nhà này không có tiền mừng này. Đấy, lái xe, dừng lại. Đuổi hai đứa chúng nó xuống, bắt hai đứa mới lên. Ê, không được đâu bác ơi. Tại sao? Giám đốc đã quy định rồi, không được bắt khách dọc đường. Trừ những điểm đã bán vé trước. Nếu hành khách nào phát hiện ra, chỉ việc gọi điện vào đường dây nóng thì cả xe mình sẽ được miễn phí. Nhưng mà không được. Hai đứa này nó ăn quỵt tiền mừng trong đám cưới, đuổi chúng nó xuống. Anh tìm cách đi. Kính thưa quan viên này, tiền em không có bỏ ra, em xin nát tăng dăm ba câu này. Quyết chi thương yêu người vợ mà tôi vẫn ôm, người vợ mà tôi vẫn đã ôm, người vợ cả đời tuyệt không. Quyết chi ăn cơm ở nhà cùng chung với em, việc nhà cùng em ta gánh vai, đừng để việc nhà vợ lo. Quyết đưa quan tâm người vợ từng lo bác mong, người thường cần tôi những lúc hầm, thế quyết chi thương em nhiều, dù quấy mấy anh cũng chiều, dù quấy mấy anh cũng chiều. Hát cái gì toàn mấy cái câu nhố nhố nhăng nhăng chợp giới trẻ thôi. Này, chứ không còn có cái bài nào nó dành cho tuổi già. Cho giới nhiều chữ ấy. Câu này đứng đắn này. Hát đi. Câu này mẫu mực này. Câu này đàng hoàng. Ôi giời, thì hát đi. Của chữ cất tiếng hát chúc mừng cho đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vội kia thăm mãi bên giàn trầu, mãi sau đôi lửa chung nhịp cầu. Xin cảm ơn. Cũng may là đến được đây huynh nhỉ. Chắc là chỉ vài phút nữa là con nó về thôi. Tại muội thôi. Đã ngồi sau xe là còn tạo dáng ướt nó nổ vẹo bên kia. Nó mới dạ nông nỗi này luôn. Ê, theo. Để vào đây. Ô, Huynh ơi. Xe Hoàng Long nó về rồi kìa. Về rồi. Trọng ơi. Huyền ơi. Ôi trời. Hai bác ơi. Hai em nó ở dưới phòng hạnh phúc. Phòng hạnh phúc nào? Hạnh phúc nào? Đi theo cháu. Đi. Đây. Hai bác đi theo cháu. Đây rồi. Đây. Hai em nó ở trong này này. Hả? Thay là thế nào? Cưới rồi. Cưới trên xe rồi. Hai bác cứ gọi to lên là em nó nghe thấy ngay. Các con ơi. Bố mẹ đến đón các con đây này. Nào, ra đây. Nào. Con chào mẹ. Này, chúng mày đi về đi. Mày còn đang hỏi cơ đấy. Chúng con cưới rồi. Hả? Cưới rồi. Cưới nữa, không sao cả. Các con, mẹ. Ê bố ơi, chờ con một tí. Này, sao? Con quên cái gì à? Còn đám nữa. Vâng ạ. Úi giời ơi.